Ok ok em ơi, lại là mình đây Hôm nay sẽ tiếp tục quay trở lại Làm tí bắn cá anh em nhờ Ok bắn cá đổi thưởng Là một trong những thể loại Game bài đổi thưởng dễ ăn nhất Của thời điểm hiện tại cho anh em nhé Anh em nào đang tham gia chơi tài xỉu sóc đĩa bầu cua Thì mình có thể xem xét Chuyển qua bắn cá để xem là thì như thế nào Đấy bởi vì Ở trong cái app bắn cá đổi thưởng này Đấy mình có thể vừa chơi song song bắn cá này vừa chơi bầu cua này đấy ở ngoài thì nó cũng tích hợp đầy đủ là sóc đĩa rồi các thứ ok thì như tôi vừa nói ở đầu video đó là bắn cá đổi thưởng là một trong những game bài dễ ăn nhất của năm 2023 thì cái điều đấy có đúng hay không thì anh em cứ trải nghiệm đi rồi sẽ biết kết quả như thế nào anh em nhé ok tôi thì cũng tham gia chơi bắn cá cũng khá là lâu rồi anh em ạ và cái kinh nghiệm thì mình cũng có rồi đấy thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho anh em một chút trước tiên vào nhá anh em nào mà chưa quen ấy thì mình hãy xem qua một lượt đây đây là bách khoa loài cá này anh em mình xem qua để xem là cái tỷ lệ nhân của từng loại cá là bao nhiêu đấy thì cá nhân tôi sẽ tập trung khai thác vào những con cá có tỷ lệ nhân cao cá nhỏ tôi sẽ không bắn lý do vì sao thứ nhất đấy, đó là cá nhỏ là nhiều con nhiều con anh em nhé nhiều con là bắn rất là lâu nổ chứ không phải là cá nhỏ là sẽ cứ bắn là nổ đâu anh em cá nhỏ có nhiều con nó rất là lì nên thay vì thế thay vì bắn cá nhỏ ấy thì mình sẽ tập trung chơi theo kiểu là đánh nhanh thắng nhanh tập trung rõ ràng cái mục tiêu của bản thân đấy mục tiêu của tôi là những con cá Mục tiêu của tôi là những con cá lớn, những con bot tôi sẽ ưu tiên. Đây ví dụ như con bot cá sấu này. Tôi sẽ thanh lý môn hộ cái con cá sấu này luôn. nói chung là cái gì ngon thì thường nó sẽ khó rồi, nhưng mà những con cá to ấy, những con cá to có những thời điểm nó cũng rất là dễ nổ. Ok 10 củ anh em thấy không? Có những con cá to nhiều khi nó cũng nổ rất là nhanh và những con bot cũng thế thôi. Anh em nào mà trước đây thường chơi những bộ môn như kiểu là gì nhỉ? võ lâm hay là kiếm thế thì anh em cũng tập trung vào những con bot đúng không anh em thường đi săn những con bot để lấy làm cái 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 mục tiêu của mình đúng không đấy thì mình áp dụng vào bắn cá cũng thế thôi anh em thấy không nãy giờ chơi hai ba phút làm năm củ rồi đấy rất là đơn giản thì mình phải vạch ra cái chiến lược rõ ràng cho bản thân đó là ngày hôm nay với cái mục 4 này thì mục tiêu của mình sẽ là lãi bao nhiêu đấy mình phải vạch rõ ràng ra anh em nhé không là mình sẽ chơi mãi chơi mãi không biết khi nào mới dừng chơi như thế là lỗ chắc chắn là lỗ còn nếu như mà anh em vạch ra được cái chiến lược rõ ràng ngay từ đầu ấy thì khi mình đạt được cái mục tiêu rồi thì mình sẽ dừng ngay mẹ con này không nổ rồi anh em ơi khi đạt được cái mục tiêu rồi thì mình sẽ dừng ngay anh em nhé đó gọi là kiếm lại mỗi ngày mà anh em kiếm lại mỗi ngày mình chơi theo kiểu chắc kèo đi mình chơi theo kiểu chắc kèo đi Đấy. mỗi ngày vào làm chục củ một tháng có 300 củ còn hơn là ừ một ngày anh em chơi tài xỉu anh em chơi tài xỉu anh em kiếm được khoảng một ngày trăm hai trăm củ đấy là chuyện bình thường nhá vẫn nhiều người mà làm được như thế nhưng mà những ngày liên tiếp sau đấy thì đâu thì sao cái độ ổn định nó không cao anh em nhé cái độ ổn định của nó không cao cho nên là anh em dễ bị thua cuộc được chưa rồi hút được con rồng này anh em ơi hút được con rồng này em thấy không con rồng này là với con cá sấu này là nó ngang nhau anh em ạ con rồng với con cá sấu này hai con bot này nó ngang nhau đấy, mặc dù là nó khó nó khó thật sự luôn nhưng mà cũng có một số vát đấy một số con đấy nó nổ rất là nhanh đấy ảnh mẹ thằng nó cướp mất con bot của tôi rồi anh em ơi cày nhá mẹ mười củ của tôi em ạ có một số con bot là cũng bắn một hai phát là nó nổ Thế như thế là mình có lãi đấy chứ còn bây giờ anh em mà bắn cá nhỏ ấy thì không được bao nhiêu nhá lãi không được bao nhiêu mà nhiều con nó kéo mình nó kiểu nó dắt mình rất là lâu đấy, cho nên là mình hãy tập trung vào mục tiêu chính đạt cái mục tiêu và là mình nghỉ ngày được chưa Đấy, em mới làm tí rồng nữa xem nào rồi thì nếu như anh em nào mà chơi bắn cá chán rồi thì mình có thể phi qua mình chơi tài xỉu này hoặc là anh em thấy cầu tài xỉu nó đẹp quá mình có thể phi sang chơi đó chứ bây giờ chơi mãi một trò thì cũng chán anh em ạ mục tiêu cuối cùng của mình vẫn là kiếm lãi đúng không là mình cứ tập trung chơi một trò mãi thì mình cũng chán được chưa rồi ok mẹ em ơi cái gì thế này rồi ơi nãy giờ lan man quá anh em ạ nãy giờ lan man quá không tập trung được tôi sẽ tập trung một tí đã anh em nhé tập trung một tí đã chơi cho nó qua qua cái giai đoạn này thì đã có lãi rồi anh em mình lại chém gió rồi mẹ giờ này đến giờ đen rồi mình dừng lại một tí nha ơi dừng lại một tí làm mấy tay tài xỉu đi đấy mình có thể vừa chơi tài xỉu vừa chơi bắn cá rất là bình thường anh em đúng không map này bắt đầu đen rồi cái map này đen rồi mình dừng lại đi đấy anh em thấy không thanh này bắn không nổ luôn này Để đen thì mình nghỉ thôi mình nghỉ một lát mình vào mình chơi tiếp mẹ tôi đá qua tài xỉu phát mẹ cầu này đang ngon này em ơi hai bốn năm này cứ chơi cái gì cứ làm cái gì mà cứ có lãi là được anh em nhé còn những cái vấn đề khác này, anh em cũng không cần phải quan tâm quá nhiều có lãi là phàng thôi rồi mở bát này bốn ia cờ húp này nha ơi ia cờ húp này nha ơi ok chưa đấy nó lại ngon lành ngay nó lại ngon lành ngay rồi cái map này nhá tôi sẽ nói qua về cái map này cái map này là nó có hai con 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 cá đuối và con cá chép này thì sẽ có một con đủ rất là nhanh thì cả nếu như anh em ăn được một con rồi ấy, thì con còn lại mình không chơi nữa đấy em ấy khả năng cao là con này rồi đấy mẹ tôi biết ngay mà rồi quay đầu luôn bỏ con cá chép luôn không chơi cá chép nữa cho thằng này nó ăn đi bỏ luôn không chơi nữa anh em nhá cho nó ăn anh em nhé được chưa thì như thế là nãy giờ là cũng gọi là lãi được bảy củ thôi đúng không rất là dễ kiếm ăn tôi khẳng định với anh em như thế anh em cứ thử chơi đi và nếu như anh em có cái thắc mắc gì có cái vướng mắc gì cứ bình luận trực tiếp dưới video này cho tôi được chưa tôi sẽ giải đáp hết toàn bộ cho anh em ok rồi mẹ làm tay tài, tài xỉu nữa xem nào đang lãi mà sợ cái gì gãy rồi lần này là gãy rồi mà cứ tưởng nó đi bệt xỉu luôn mẹ tẽ ra đi này nó đi đúng cầu luôn này anh em ơi cứ ngỡ nó đi bệt xỉu đấy và anh nhờ à, mất toi bốn củ anh em ạ à. mất toi bốn củ rồi đèn thế bỏ khả năng theo một con cá nào mà lâu quá ấy, thì anh em bỏ nó luôn đi không chơi nữa bỏ nó đi chuyển mục tiêu đi chứ đừng có đục khoét mãi một con nó đã không nổ thì mẹ có bắn như thế nào nữa nó cũng không nổ thôi anh em ạ rồi lại gãy nó rồi mẹ mày dừng lại thôi anh em ơi rồi lag rồi lag rồi làm tí rồng xem nào Lạc rồi cái định mệnh luôn này mẹ mày lag thì bố mày chơi tài xỉu rồi tiếp tục làm thêm 13 củ nữa mẹ mày cá hồi luôn này cá hồi đại dương luôn anh em ơi cá hồi đại dương luôn này mở bát hút luôn này ia cờ húp chưa anh em ơi ia cờ húp chưa đấy mẹ mới đơn giản thế thôi cân gì phải loang hoàng chơi lâu cho nó mệt tập trung vào mục tiêu chính của mình đấy, đánh nhanh thắng nhanh được chưa ok đấy, như thế là hôm nay lãi được 12 củ của anh em nhá quá tuyệt vời rồi chứ còn gì nữa đúng không Ok thì anh em nào mà chưa tìm được cho mình một cái phương án một cái sân chơi đổi thưởng uy tín thì anh em có thể tham khảo với con nào mà tôi đang chơi đây đường link tôi sẽ để ở phần mô tả cho anh em nhé anh em có thể trải nghiệm nếu như có thắc mắc gì thì một là anh em nhắn tin trực tiếp cho tôi hai là anh em bình luận ở dưới video này đi tôi sẽ giải đáp cho anh em nhé